Sáng sớm mà nhân mở hàng nha. Sáng sớm giờ có hàng dính con cá bự cho bá luôn. Wow. Quay vô luôn. Ok biết rồi, biết cái rồi. Có hai cái người ta chừng đỡ. Phụng chuẩn bị ấy Phụng. Sáng sớm ra nhờ mở hàng sớm nha, đầu tiên đó là con cá bự cho bá luôn. Wow, cá gì mà kéo nhờ rớt xuống nước luôn, té xuống nước luôn. Cá này chắc cũng cỡ 50 bao. Cá này 40-50 bao trong ít đó nha. Đâu đâu cho. Bự lắm. Cỡ 40-50 bao nha. Chưa giờ từ nãy kéo từ nãy giờ mà chưa vô luôn nữa. Cá chưa vô, nãy giờ chưa vô. Phải kéo con cá. Thấy mặt ảnh. Chuẩn bị á Phong. Trời, mình bắt thắng mất rồi. Tới đâu rồi, tới đâu rồi. Trời ơi, em đang vô. Tới đâu rồi. Của anh Dũng á. Vô đó. Đi con mới biết lỡ. Wow, sát phết luôn à. Kim. Đâu rồi, tới đâu rồi, nó đâu rồi? Lít sai. Rồi cho nha, ghé cho luôn nha. Nặng lắm. Nặng lắm hả? Bự quá. Gấp cá mập, cá mập. Sát, sát fish. Sát. Lít sát, nắp ra kín. Yeah. Oh man. Oh my god. Be careful, yeah. Oh shit, that's a big one. A big one. Tuy nhiên là cá mập vậy. Cá mập. Cá mập. Big one. Give me a shot. No, it's a shark. The shark. The big one. Yeah. Be careful, Peter. I think it's a shark. Yeah, I saw the tail already. Big shark. Freaking shark, bro. Yeah. Quay vô luôn nha, quay vô luôn đi. Cái nó nằm thuyền giống như bữa mình dính rồi, cá mập rồi. Cá mập rồi. Bữa em dính cũng qua, cũng vậy đó. Nó mập vậy rồi. Sáng sớm mở hàng thấy ngon quá mà sao kỳ vậy ta. Yeah. Oh my god, quay luôn nha. Red. Oh my god. Oh wow. Big my shark, god. Man. Shit. Cắt dây bỏ đi ơi, rồi mới đi. Không, móc luôn, móc kéo luôn. Lấy cái mồi. Lấy cái mồi lại nào. Oh my god. Cái cá nó mới nhận ra lên bờ. Móc nó nữa. Đây cái. Yeah. That's the one we see earlier. Look at this. Hả? Cái pin bắt luôn, kéo luôn. Quay vô luôn. Bự quá nguy hiểm. Không móc rồi. Móc đó. Ê, có chết rồi. Nó móc luôn. Từ từ. Wait. Oh, grab. Go. Ở dưới mất lên. Đánh cân rồi. Yêu. Underneath, and then lên nha. Lấy cái của mình vậy. Để cầm móc dưới bụng móc lên đó. Kéo vô nha. Really? Yeah. But you need to. Nó sợ cái mẹ đâu, dưới nước lên.